Chỉ có một ngõ nhỏ nhưng tới ba đám cưới san sát nhau, dân tình hết sức đồng cảm thay cho hàng xóm. Đám cưới là dịp trọng đại luôn được các gia đình chuẩn bị chỉnh chu trong từng khâu, trong đó không thể thiếu khâu xem ngày lành tháng tốt. Thế nhưng cũng chính vì khâu này mà nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Đoạn clip đang được cư dân mạng truyền tay nhau mới đây là một điển hình. Theo đó, trong một con ngõ nhỏ xíu chỉ đủ để một chiếc xe máy qua lại, một người dân đã chứng kiến ba đám cưới diễn ra cùng lúc. Đáng nói ba gia đình này ở cạnh nhau nên cứ vài bước chân lại có một hôn lễ đang diễn ra. Không những vậy, từ việc rước dâu đến việc làm lễ thành hôn đều chung một giờ, nên cả ba MC ở ba đám cưới, mạnh ai người nấy dẫn chương trình. Chính điều này đã khiến khung cảnh tại con ngõ này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng tỏ ra khá đồng cảm với hàng xóm của ba gia đình đang tổ chức hôn lễ này. Bởi lẽ ngoài được thưởng thức âm thanh lộn xộn của ba đám cưới, thì hàng xóm cũng tốn phong bì kha khá nếu được cả ba gia đình mời đến dự tiệc. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.